nhà bè nước trái chia hai. Ai về gia đình ở Đồng Nai thì a di hòa rồng chầu xứ quê ngựa tế Đồng Nai, nước sông trong sắc dài lộn sông ngoài. Anh biết em thương người xa xứ nên anh mới lạc loài tới đây. A Lý Hòa Lợi, A Lý Hòa gì đó ơi. Tôi tên Hai. Anh Hai. Rồi bây giờ anh Hai tính đi đâu? Tôi cũng không biết nữa. Tôi cứ xuôi về phương Nam. Ở đâu có người thương tôi á, ở đó sẽ là quê hương thứ hai của tôi. Tôi nói vậy à? Dạ. Cô gì? Dạ em tên Đào. Ồ, tên Đào. Cô Đào có hiểu không? Dạ hiểu. Hiểu sao nè? À thì hiểu vậy đó. Hả? Bây giờ tôi anh sao? Thì anh nói đại đi chứ anh cứ ấp ứng hoài sao được. Tôi đi á nha. Dạ, anh đi mạnh giỏi. Trời ơi, người ta đi rồi kìa. Thì anh nói anh đi tìm quê hương thứ hai của ảnh mà. Chèn ơi, thì quê hương thứ hai của ổng á là bà chứ ai nữa. À, rồi bây giờ tôi phải làm sao? Hò tiếp đi. À hò. Nhẹ nhàng. Hò. Chứ tới đây thì ở lại đây. Dừng đào bên rễ xanh cây thì A Lý Hòa Lợi, A Lý Hòa Lợi. Dặm xa người đến đây với mảnh đất này, đâu biết con đường ngày mai ra sao, nhưng tin số phận chẳng lẽ nào. Một ngày mưa đến, một dòng suối đổ, làng sương trắng bay bên kia đồi cây xanh lá. Tranh đời
rồi mùa xuân đến ngoài dương quá nở, đàn bướm trắng bay trên lưng đồi mây bay thấp thoáng. Ôi nhớ, nhớ bóng dáng một con đò, nhớ bên nước xưa dần trăng hững hờ, cúi mặt nhìn quê hương trong mơ. Hãy giữ lấy tình yêu con người, dẫu cách ngăn đừng nghĩ ngày mơ. Một hôm nắng lên sum họp với những người đang chờ nhau, với những người biết chờ nhau. Dây trầu lòng dạt dào niềm vui phơi phới, ha ha. Mưa cho đám lúa reo thanh bình, mưa cho những chốt trâu phơi mình, mưa cho mẹ và em bé cười đầm tình. Mưa trên những nhánh sông mơ màng, mưa trên những lưới tre quanh làng, từng giọt nhẹ nhàng rơi trên lá, ha ha. Gia đình nồng thêm nghĩa tình vợ chồng. Ôi ơi hò, tiếng mưa rơi đều dạt vào tình quê hương mến yêu, ruộng đồng thêm xanh, đất đai an lành, giữa đôi gia đình đều nụ cười ôm lấy. Hẹn một ngày con sẽ quay về. Nghẹn ngào mưa rơi, nhớ thương quê mẹ. Ước mong xuân về, hẹn một ngày con sẽ quay về. À, trước hết là chúc mừng anh Đào. Thì hôm nay hai ca khúc mà anh Đào chọn cũng rất là hay và ý nghĩa. Và bạn đã khéo léo đưa những cái hoạt cảnh và những cái thoại, những cái câu hò để đưa vô để nó làm phong phú hơn trong hai cái ca khúc của bạn. Nhưng mà không biết hôm nay là cái tông á, cảm giác là nó hơi bị thấp. Mình phải chú trọng hơn về cái tông để làm sao để bật được cái giọng của mình nó sáng hơn. Và đúng là hôm nay Đào chọn một cái dây nó thấp quá với lại cái giọng của Đào, bảo vệ hơi hay sao á, không dám thoát ra hết. Còn về dàn dựng thì theo anh thì cái bài này dàn dựng cũng tốt. Hy vọng rằng Đào nếu như có lọt vào vòng trong tiếp tục, hãy nhớ mình có một giọng rất đẹp, mình phải khoe giọng của mình. Một cái câu chuyện của cái hoạt cảnh này, ông cha ta đi mở đất không đơn giản như vậy. Cái đấu tranh ở đây hồi nãy bạn đưa ra những cái xung đột, những cái mà nó làm đột biến cái tình yêu của các bạn, cái khó khăn nó không có rõ ràng, phải cụ thể hơn thì cái hạnh phúc này nó sẽ được nhân lên gấp đôi. Và những ca khúc của bạn mặc dù nó mang tính chất minh họa cho câu chuyện, nhưng nó sẽ dẫn người ta vào một cái cảm xúc đầy đủ, và người ta cảm thấy rằng khi xem tiết mục này người ta yêu quê hương hơn hơn bao giờ hết. Cảm ơn bạn.
Xin được cảm ơn phần nhận xét của ban giám khảo. Và bây giờ là số điểm của ban giám khảo dành cho thí sinh Trương Anh Đào. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. 9,5. Xin mời nghệ sĩ Trung Dân. 9,5. Và xin được giữ lại điểm số của nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh. Còn bây giờ là số điểm của khán giả tại trường quay bình chọn cho Trương Anh Đào. Xin mời quý vị. Điểm. Xin được chúc mừng. Ta quyết khất trong đã tạch giữ nước chém các kịch nội chung Biển Đông. Như ta đây không phục thâm hụt, làm sao có hầu tì gió quân ngưng ác. Cấp báo, cấp báo. Điều chi giặc khốn tàn đã kéo đến làng quê, bắt dân chúng phải mò phải... Trời ơi. Nhớ lại cô. Giặc khốn tàn kéo đến làng cô, quê đi cô. Bắt dân chúng mà muốn tao. Điều chi giặc khốn tàn kéo đến làng thôn, bắt dân chúng có công nạp ngọc ngà châu báu. Đúng rồi, hay quá. Qua chủ tướng, xin chủ tướng điều lĩnh xuất quân cứu giúp chủ công ta. Hận lỗi xâm lăng đi dài xéo quê hương đất tổ. Trời ơi tôi bận vô, trời ơi tôi làm bây giờ, tôi bắn lên, nó rớt xuống. Bản thân tôi cũng vậy chứ gì. Trời ơi, ta nó nghỉ hát lâu ngày, nó nhớ nghề quá trời. Ôi, nó cần muốn quy tụ anh em lại làm cái trích đoạn để cho vui. Mà sức khỏe đâu làm không có nổi. Tôi nói sao chứ, con thấy mấy cô chú còn ca hay quá trời à. Đúng rồi đó con. Chính vì vậy á, hôm nay chương trình của tụi con mà nhất định phải mời được mấy cô mấy chú tới đây để diễn với tụi con. Tại sao cô biết không? Sao? Thứ nhất á, là tụi con muốn làm một cái lễ kỷ niệm mấy chục năm đi hát của cô chú. Thứ hai là thật sự tụi con cũng có ý đồ gì nói luôn ý đó. Đồ gì trong mấy cô chú diễn nặng tụi con ăn cắp nghề. Mấy cô chú chỉ dạy cho tụi con cái tuần này nha. Thì chỉ dạy rồi nhưng mà sức khỏe nó không có cho phép. Chị nói vậy nghe sao được. Sao? Nói như chị thì còn gì là một kiều trúc phượng của Sài Gòn một ngày xưa nữa. Đúng rồi. Nói cho mấy bạn biết nha. Cô Phượng ngày xưa đó ha, trong cái tuồng ngao sò ốc hến là đóng vai cu cua, tên nó duyên dáng dễ sợ luôn vậy đó. Thôi con ơi, cua ghẹ diễn rụng càng hết trơn á trời. Anh không giỏi nói Mỹ Hằng nè. Trời ơi, thôi làm mưa làm gió trời qua Bích Phượng đó nghe. Trời ơi, chị ơi chị nói tôi nghe tôi mắc cỡ thêm nữa. Nè, chị ơi, tôi thì chị đừng có kể. Có người nữa nè. Đâu? Đó, anh Châu Dương nè. Cái khách danh có đòn Phước Trung. Một thời lừng danh khét tiếng. Trời ơi, mấy anh chị đừng có nói nữa, nhắc chị cho nó thêm buồn. Tôi ca không nổi, nhưng mà tôi nói thiệt nha, múa ngon ngay nha. Được. Lấy đạo cụ ra liền, Ngồi này nha. Tôi ca không đợi anh thiệt. Chục tuổi rồi nha, múa còn ngon vậy đó nha. 60 tuổi rồi nha. Sao 60 tuổi mà nhầm gì vậy? 70 rồi nè.
Trời. Nhưng mà nói thiệt với bồ ha, trời, nghĩa là 120 chữ của ca một cái một vô trong bộ rồi. Ủa cô, con nhớ là con coi hàng rầm luôn cái tuồng ngao sọt hết đó, là con nhớ là cô là đóng cái vai là cô cua đó ha, là hài là chuyên kinh khủng luôn, mà con đâu có nghe cô ca hơi dài đâu. Đúng chung với thằng Dương Huệ sao dám ca. Thôi bây giờ đây là trước u 60 để tôi chỉ ra đi nè. Nhưng mà tôi ca nè, mấy người phải nhắm mắt lại hết nha. Nhắm mắt lại hết rồi là tôi hơi ca tôi được rồi. Bắt đầu ca nha. Bảo anh giao sáng mà em thấy lòng đôi già phụ khó tâm sáng qua lời vàng đã tình cô nghĩa xưa hồ tan theo ra ai tiên thúy chung em đi dèn giờ nhân trách khổ thai nghịch cành trở treo trò đời dấu bê dù không lối đau tạo khang tiếng xấu em mang nhưng đôi với anh em không đối giả thay lòng rồi. Thôi tôi nói thiệt, chị đứa nào ca cho chị mà chị ai nghe ca? Ai ca mà chị nghe miệng? Dạ thầy cô. Nhỏ ca nè. Nhỏ ca đó. Dạ ca đó. Con Ngọc con của anh Châu Dương đi mà. Ngọc à. Dạ. Thường thường con thấy con đứng ca, sao bữa nay con bận đồ giống đi hát tuồng á vậy? Dạ đâu có. Con đi đi học vũ đạo. Học vũ đạo. Dạ. Ba con nói vậy nè, muốn làm nghệ sĩ thật thụ á, mình phải đâu phải là biết ca là không đâu, mình phải biết diễn nè, mình phải biết vũ đạo nè. Bởi vậy á con mới đi tìm thầy con học đó. Nói thật với mấy anh chị này nè, từ bấy lâu nay á tôi để cho cháu nó đi học, học thêm nghề nghiệp nào vũ đạo nào diễn xuất. Còn mai mốt nó có thể nó thế tôi không? Sẵn bữa nay có các anh chị ở đây nè. Tôi cho cháu nó hát thử coi có được không. Con đi học vũ đạo mà con học văn hay võ vậy con? Dạ con đang học trình thức vũ đạo đào võ. Đào võ. Dạ. Nè học đào võ rồi nhưng mà con có thể mình kham nổi cái vai Triệu Thị Trinh không con? Tôi nói cho chị nghe, nói vậy chứ Ngọc nó hát vai Triệu Thị Trinh này là số 1. Sao chị biết? Sao không biết? Tôi đã lén dạy cho nó nè cả tháng nay rồi, đừng có lo. Sao Ngọc? Ngọc được không con? Được không con? Nhắm được không con? Được con. Con làm được. Làm được. Nó làm được. Bài phong khơi cứu sáng anh hào cứu trắng đưa lưu mang chi hùng thì dân sao tan lũ quân cứ cứu sầm đò cùng dân dân nghi dân mang đem máu xương mình đắp vui quê hương xưa hết bao đêm cứu dân thoát khỏi nguy nga. Ta muốn cưỡi con gió mạnh đáp luồng sóng dữ chém các kình giữa biển khơi chứ không cam tâm làm tỳ thiếp cho người. Cấp báo, cấp báo. Điều chi? Bẩm chủ tướng, bọn giặc là dày xẻo quê hương, bắt dân chúng cốc nạp ngọc ngà châu báu. Cấp báo, cấp báo. Điều chi? Dạ, giặc chỉ hết đàn bà trẻ nhỏ, bắt đang đinh xuất mỹ ngoan ngọc trai. Chủ tướng. Cấp báo. Chuyện gì? Muôn tàu chủ tướng, lửa ngút trời chúng đốt phá làng quê, mong chủ tướng ra tay cứu giúp. Chủ tướng, lẽ là người lại mắt lách tay ngơ, nghĩ thâm tình quyết nhục với đại huynh, mà trơ mắt đứng nhìn chúng tàn sát dân đen, để tiếp theo giam trời tây quốc hận. Chủ tướng, xin người mà chủ tướng. Nghe quân cấp bao bên tay, ta cấm thù bảo tàng. Đại kiếp người, trong trận du đường mắt lăn tay ca, dùng hai bài khi với đánh mũi quân. Chủ tướng, ta hận lũ ngoài xâm đang về xẻo quê hương cho non núi tổ tiên phủ trầm trống một màu tang.
mặt ngoài kia mưa gió tiếng quán than cao giúp mây trời. Lòng dạ sắt đinh, ta đây thề nguyện một lời, cùng nghĩa binh phất cờ khởi nghĩa, giành lại nước non nhà, dầu máu đổ thay phơi. Đại quân lầm đường theo gót lúa ngoại bang, ta đau xót cho người anh cùng quyết thông. Nhưng máu dân rơi là ghi sâu món nợ, đâu thể gì tình riêng mà chung bước trước quân thù. Chủ tướng, vậy tại sao trong lúc nghĩa binh đang nhận lệnh giết quân thù, cướp nước lập, người lại chần chờ chẳng chịu xuất binh, hay là còn e ngại thương tàn huynh muội? Chủ tướng, chủ tướng, chủ tướng, xin chủ tướng hãy ra lệnh tấn công. Chủ tướng, dẫu cho ngàn bão giông nguy hiểm chân trời, thề quyết tâm cùng đấu tranh với phường ngoài xâm. Lòng đạo sẽ lòng là nữ lưu đầu thuộc anh, ta quyết liệt thủ chung. Bất phải dương cao một con cờ đào dậy lòng nhi nữ, ta quyết xông pha lằn tên mũi dao đánh đuổi xâm lăng, giữ gìn bờ cõi xua áng mây đen, bước xiềng nô lệ giành lại quê hương một màu tươi thắm. Lửa chung lòng, ta thắp sáng cho bầu trời Nam tươi đẹp. Trên tôi xin gác lại tình nhà, vì non nước giết trò quân xâm lược, giết trò quân xâm lược. Trên tấn bay cho ta, cơ không ta biết điều gì.
quá, hay quá. Trời ơi, cô Lan ơi, cô dạy cho hay quá. Hay chưa? Ông Dương, lại chúc mừng nó đi. Ba, con gái hát hay quá trời. Ba, con đọc được cảm ơn ba. Ba rất hạnh diện vì con. Mọi người ơi, con tôi đã làm được rồi. Chúc mừng anh có người nói chúc nghiệp mừng anh rồi. Có người nói nghiệp rồi. Xin chúc mừng, chúc mừng đi. Cẩm Ngọc vừa hoàn tất phần thi của mình với sự hỗ trợ của một lực lượng vô cùng hùng hậu. Và một lần nữa xin được cảm ơn sự đóng góp, hiện diện hết sức quý báu và giá trị này của các cô chú, các nghệ sĩ tiền bối. Trước tiên thì anh xin cảm ơn tác giả và cái người dàn dựng cho em cái kịch bản này. Thật là hoành tráng, thật là đúng với cái nội dung mà Sao Nó Ngôi trong cái tập cuối này, tập chung kết. Và hôm nay anh rất là khâm phục em đã vượt qua 12 vòng thi để đêm nay em tỏa sáng trong chương trình Sao Nó Ngôi. Và hôm nay tiếng hát của em rất khỏe, mà hôm nay thì em lại làm đào giỏ, mà cái áp lực khi mà mặc cái bộ đồ lên mà để ca hơi dài, nó làm cho cái hơi của mình mất đi ít nhất 30% giọng hát. Nhưng ngược lại hôm nay em lại ca quá tốt. Đứng về mặt kịch bản á, thì cái người viết kịch bản này cực kỳ thông minh. Trong một cái khoảng thời gian ngắn á, mà mình đưa một cái hoành tráng vào thì hơi khó, bởi vì rằng là cái hoành tráng nó phải có cớ. Tuy nhiên đùng cái mà đưa lên á, thì nó thành ra buồn cười. Nhưng ở đây các bạn tìm ra cái cớ để đưa lên rất là khéo. Cái giọng ca của em cất lên là nó không có chìm vào những cái giọng ca bậc, mặc dù là những cái người mà chung quanh phụ diễn cho em thật ra họ rất là giỏi chứ không phải là gì, nhưng mà cái giọng ca của em vẫn nổi. Cái đấy là cái khó, mà cái đấy là thực sự là nối ngôi thật đấy, chứ không phải đây mình diễn cái điều ấy đâu. Thì đúng là cái giọng ca của em nó bật lên. Em hát cái giọng rất tốt, rõ lời, cái dàn dựng có tính toán, có sắp xếp, hoành tráng rất đẹp, quá tuyệt vời. Cảm ơn em. Xin được cảm ơn danh ca Phương Dung. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng biết số điểm của giám khảo khán giả tại trường quay dành cho Phương Cẩm Ngọc. Xin mời các bạn. Thưa quý vị, số điểm của khán giả tại trường quay dành cho Phương Cẩm Ngọc là 9,6 điểm. Xin được chúc mừng. Lê Văn Duyệt, cả cuộc đời phụng sự dưới hai triều đại của nhà Nguyễn. Từ năm 1781, ông theo chúa Nguyễn chống Tây Sơn, có được nhiều chiến công vang dội. Ông trở thành đại thần và được chúa Nguyễn tức vua Gia Long phong làm khâm sai trưởng tả quân Dinh Bình Tây Tướng, tước quận công. 1820, vua Minh Mạng cử ông vào Nam làm tổng trấn thành Gia Định lần thứ hai, và từ đây muôn dân Gia Định có được một đức công tả quân Lê Văn Duyệt, vị quan thanh liêm yêu nước thương dân. Chấn thương xót chúng dân thành Gia Định, mà hãy xử tội Huỳnh Công Lý, hãy trả lại bình an cho con dân thành Gia Định. Quan cho chúng con qua, xử tội Huỳnh Công Lý, hãy xử tội Huỳnh Công Lý. Ta là phó tổng trấn thành Gia Định, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Qua đây, Công Lý đối với vua
thì hết dạ cúc cung, còn đối với dân thì thẳng tay đàn áp. Ta phải trị tội ngươi, ta phải trị tội ngươi. Lê Văn Duyệt, khanh nên nhớ, nếu sự thật quan phó tổng trấn Quỳnh Công Lý có tội thì khanh phải giải về triều đình để trẫm và bá quan cùng phân xử. Khanh chớ có làm càn mà làm sai lệnh vua phép nước, nhớ phải giải Quỳnh Công Lý về triều đình để trẫm luận tội. Ta phải làm sao đây? Nếu như trái lệnh vua thì sẽ mang tội khi quân phạm thượng, còn nếu như giải Quỳnh Công Lý về triều thì xem như thả hổ về rừng. Dưới sự chở che của đức vua cùng sự xu nịnh của những kẻ bề tối bên cạnh người thì chắc chắn Quỳnh Công Lý sẽ thoát tội, và người mang tội với muôn dân thành gia đình này sẽ chính là ta. Dân chính là nước, nước chính là dân. Giữ được dân thì mới giữ được nước, còn giữ được nước chắc chắn sẽ giữ được dân. Phải rồi, dòng nước có sức mạnh sẽ xóa đi tất cả, sẽ che đi vết nhơ ô uế của tên ác gian kia, và sẽ lưu truyền vào ngàn sao hậu thế. Ta phải xử tội hắn. Quân đâu? Dạ. Giải phạm nhân vào. Dạ. Đánh ra. Buông ra. Này ông Tả quân, hôm nay ông mời ta đến đây để làm gì? Ta không mời, mà ta bắt. Bắt ta? Vậy ông biết ta là ai chứ? Quỳnh Công Lý, phó tổng trấn thành gia đình. Vậy mà ông vẫn dám bắt? Cho hỏi ta đã phạm tội gì? Tăng xu thuế, đàn áp dân lành, để khiến dân khổ càng thêm khổ. Ta tăng thuế là vì ai? Là vì ai? Là vì muốn tốt cho thành gia đình. Xu thuế dân nộp thì mạnh tay bọn rút, ngân sách triều đình rót về cho đất nước thì thẳng tay che giấu đi. Quỳnh Công Lý, hãy ai kêu oan thì ông bức tử chẳng dung. Bao nhiêu tội trạng đó đủ để ta xử tội ông chưa? Tội? Ta mang tội à? Ông sẽ xử ta sao? Ta sợ ông quá. Ông vẫn còn chưa hết tội đâu. Đối với kỳ trân dị bảo của đất nước thì cống nạp cho ngoại bang, ý quyền cày thế, giết chồng đoạt vợ. Bằng chứng đâu? Chứng cứ đâu? Được lắm, ông ủy biên à. Đây, đây chính là bức thư được viết bằng máu của con dân thành gia đình. Ông còn chối tội hay không? Đó chính là bức thư ngụy tạo nhằm hãm hại ta thì sao? Ông nghĩ ta tin chắc? Vậy thì còn là nhân chứng, là con dân thành gia đình này thì như thế nào đây? Đúng vậy thưa đức ông ơi, tội ác của Quỳnh Công Lý muôn dân thành gia đình không ai mà không biết. Xin với đức ông hãy trị tội Quỳnh Công Lý. Trị tội Quỳnh Công Lý trước mặt của ta mà ông còn dám đàn áp dân chúng như vậy à? Hơn 10 tội trạng của ông đã quá rõ ràng. Hôm nay ta Lê Văn Duyệt này nhất định sẽ xử trảm ông. Ta là quốc trưởng, là cha. Không! Ra! Ra!
Khởi bẩm hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy vì giang sơn xã tắc mà thứ tội cho thần. Dẫu biết trái lệnh vua là khi quân phạm thượng, nhưng xin hoàng thượng hãy hiểu cho rằng việc này có sống sẽ sống vì nước, có chết sẽ chết vì dân. Trà Nhất Duy, Hùng rất là bất ngờ với một người từ kịch mà chuyển qua với những bộ, những cái thế và những cái giọng nói của bạn rất là hào sảng, thể hiện được một danh tướng. Phần biểu diễn của bạn đã cho Hùng rất là nhiều cảm hứng, cũng như là cảm phục cái sự khổ luyện của bạn. Tất nhiên, để đòi hỏi con phải hóa thân, phải làm trọn vẹn Đức Tả Quân thì là điều không thể. Có lẽ vì con còn nhỏ, và ngay cả con cũng không phải là một người quen về những cái lối diễn nó có hơi hình thức cổ trang cổ cổ xưa như thế này một chút. Thành ra từ cái bộ điệu, cái cách ra bộ, hay là cái thần thái, hay là cái ánh mắt uy nghi thì con vẫn còn lúng túng. Đó không có trách được, vì muốn diễn được một cái vai đó thì phải thầm cỡ, hiểu biết về sân khấu, kinh nghiệm về sân khấu và kinh nghiệm về cách trang phục về cổ trang nữa. Chú vẫn tiếc là phải chi dàn dựng nó có những cái kịch tính hơn thì tiểu phẩm này sẽ là rất là xuất sắc. 9,5 điểm. Xin được mời nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân. 9,5 điểm. Bây giờ là thời gian của khán giả tại trường quay bình chọn cho Nhất Duy. Xin mời quý vị. 9,4 điểm. Xin được chúc mừng. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, trong nguồn chảy ra đó nha. Bữa nay mày đặt nhớ tới má được. Ủa, đó là chuyện của tôi. Chị lo chuyện của chị kìa. Chuyện của tao sao? Thì chị làm gì chị biết, chị hỏi tôi sao tôi biết. Mắc mớ gì tới mày. Chị Hai dọn đồ đi chưa? Chị Hai chưa đi chợ. Nói chuyện gì mà trất quốc vậy trời. Dì Hai. Dạ cô Hai gọi tôi. Dì làm gì đó? Dạ tôi ủi đồ. Dì ủi đồ cho ai? Thì cho cô Hai. Tôi đâu có cần. Trời ơi, dì làm gì vậy dì Hai? Chuyện của tao mày im. Sao giờ này dì còn chưa đi? Ba của tôi á đã nói cho tôi biết hết rồi. Ba của tôi hôm nay lánh mặt á là để cho dì đi đó. Dì còn nấn ná ở đây làm gì nữa? Dạ tôi tính ủi xong đợt này cho cô Hai rồi tôi đi, chứ có nấn ná gì đâu cô Hai. Dì Hai à, má của tôi á đã mất 7-8 năm nay rồi. Dì á cũng nhận được sự ưu ái của ba tôi quá nhiều rồi. Dì còn muốn gì nữa? Với lại á, dì Hai cũng lớn tuổi rồi, sanh đẻ nó khó lắm, chứ không phải là như cái thời còn trẻ đâu. Cô Hai, cô đừng nói vậy tội nghiệp tôi mà cô Hai. Mặc dù tôi là ghé ăn người ở trong nhà, nhưng lúc nào tôi cũng coi cô Hai như là con ruột của tôi vậy đó. Nhưng dì không phải là má ruột của tôi. Thôi, mày làm gì vậy? Quá đáng rồi đó. Cậu ba không sao đâu cậu ba. Thôi để tôi đi là cái được rồi. Dì Hai cứ đứng đó, đừng nói chuyện với chị. Chị sao vậy? Sao là sao? À, chị muốn đuổi dì Hai hả? Tao đuổi đó. Rồi sao? Mày làm sao? Mày có biết bả là... Là gì? Cô Hai, tôi xin cô Hai kính miệng giùm. Tuổi càng cao thì sự tuổi hổ nó càng lâu. Cô Hai thương tôi mà cô Hai. Dì Hai à, dì Hai đừng sợ gì hết trơn á. Con biết hết ráo rồi. Chị Hai, chị sợ á là ba mình tục quyền với lại dì Hai đây, rồi chị xấu hổ với bên nhà chồng chị đúng không? Thì mày nghĩ coi, gia đình của mình là một gia đình danh giá, ba là một ông chủ lớn, mày nghĩ ba đi tục quyền với dì Hai mà lại là người ở mướn thì mày nghĩ mặt mũi để ở đâu? Chị Hai à, ở mướn thì sao chị Hai? Ở mướn thì sao chị Hai?
Bây giờ thí dụ như ba Tục Quyền với lại dì Hai đây, trước khi mà anh Hưng qua anh hỏi cưới chị, rồi vì lý do đó mà anh Hưng anh bỏ chị hả chị Hai? Thì cái đó là mày ví dụ thôi. Còn bây giờ tao đang nói sự thật, bây giờ là ba đã cho tao được cái quyền đuổi bà đi đó. Mày làm gì tao? Mày muốn cái gì á? Mày nói chuyện với ba đi. Chị điên hả? Ba đuổi tôi rồi tôi nói chuyện chống đánh tôi hay sao? Bị đuổi rồi hả? Bị đuổi sao còn đứng đó không chịu đi? Mà tôi thấy cái nhà này cũng ngộ quá. Riết rồi ai cũng muốn đuổi đó. Đuổi tôi xong giờ đuổi dì Hai. Mà tôi thấy cái bình bông này ngộ nhất nè. Bông hồng hả? Tình mẹ hả? Chị trân trọng quá ha. Trân trọng quá ha. Ê, mày định làm gì bình bông của tao vậy mày? Tôi đâu có làm gì. Nhưng mà chị đuổi tôi thì tôi đi. Nhưng mà trước khi đi á, tôi muốn chị đọc cái này. Nhưng mà chị nhớ chị đọc lớn lên cho cái lương tâm của chị nghe. Thôi dì Hai con đi. Mệt đọc thư từ cái gì ở đây mà thư từ. Cái thằng riết rồi ba trộn. Cái này là nét chữ của má mà. Tấn con, gửi con trai yêu quý của má. Ba con và bác sĩ đã giấu má, nhưng má biết mình không còn sống được bao lâu nữa, nên má viết thư này để trăn trối cho con biết vài điều quan trọng mà má đã giấu kín. Trước hết con phải kính nể thương yêu chị Hai của con cho chí tình chí nghĩa, và con phải biết quý trọng bà Vú như quý trọng má, vì bà Vú là người biết quý trọng chữ tín nghĩa. Còn chị Hai của con, nhờ có nó mà má mới làm được nên sự nghiệp đồ sộ như ngày hôm nay để cho con thừa hưởng. Má dặn con và chị Hai con đối với bà Vú như vậy là vì hồi trước má với ba cũng sống với nhau lâu rồi mà không có con. Đi coi bói thì bói nói nếu sinh một đứa con nuôi thì má mới thuận sanh và gia đình ta làm ăn phát đạt. Thời mai có một người đàn bà nghèo đến cho má một đứa con gái của bà ta. Và má buộc người mẹ phải làm giấy cam đoan suốt cuộc đời không được nhìn nhận con. Và ngược lại, má bằng lòng cho bà ta nuôi dưỡng đứa trẻ kia cho đến ngày khôn lớn. Người Vú nuôi đó chính là dì Hai ở Vú. Còn đứa bé đó là con Thanh. Má. Má. Không, không phải đâu cô Hai. Chắc tại cậu ba cậu sợ tôi bị đuổi việc nên cậu mới mạo thơ vậy thôi. Không phải đâu cô Hai. Cô đừng kêu tôi là má. Má. Má đừng bỏ con mà má. Má, con lỗi má mà. Con mang tội với má. 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 Má ơi, dòng sữa ngọt của má đã nuôi con đến ngày khôn. Khô cạn máu thâm tình, con đã vô tình phạm tội, phụ án dưỡng dục sinh thành. Vậy mà bấy lâu nay mà vẫn âm thầm nuốt lệ, má không nhận nhìn con. Không phải đâu. Má chôn sâu sự thật vào trong dĩ vãng, xuân phết đời con bằng sự giàu sang dai mượn của người ta để cho con không làm tròn đạo. Má nhìn con đi má. Má
nhìn con đi má. Cô Hai ơi, con má, phải má. Má lại má, mà đừng có kêu con bằng tiếng cô Hai nữa mà. Con lại má, mà má ơi, con bên thiệu. Má ơi, con như một loài hoa chùm gợi sống bám vào một gốc cây, thân cây to tàn rộng, suy tưởng mình chỉ đời. Nhìn lao sẻ đôi mong manh dưới niềm khinh thường. Má ơi, con mắc hiếu với người đang sống. Con Hai, con đứng lên. Để tỏ ra coi với một linh hồn. Con rầy la thằng Tấn là đứa con bất hiếu, nhưng con vô tình con làm cho má khổ nhiều hơn. Thằng Tấn, những món ăn mà má thích nó đều mua về, trong khi con kêu má là gì hay. Mà trong tâm con xem má là người ở mương, mà con có quyền sai bảo rầy la. Má ơi, con ơi, má, con xin lỗi má. Con ơi, không phải nên hôm nay má mới gọi con bằng tiếng con này. Đã từ lâu má lén kêu nhỏ nhỏ tiếng con bằng tất cả tình thương của người mẹ. Nhưng tiếng gọi con tha thiết của má từ đây con sẽ không còn nghe nữa. Vì má phải lánh xa con. Không ơi, má đi chôn giấu đi cái cội nguồn không rực rỡ, để cho con không bị nhà chồng khinh rẻ, thì hạnh phúc tình yêu của con mới được vuông tròn. Má ơi, tình mẹ như biển rộng lai lan, xin cho con khờ được đáp đền nghĩa ân sâu. Chuyện hôn nhân con có hai quyền chọn lựa, nhưng mẹ của con chỉ có một. Bỏ con đi mẹ. Thanh ơi, mẹ ơi, có gì đâu khóc. Con chú, ba chú nuôi là má ruột của chị Thanh ơi. Biết lâu rồi chị ơi. Mẹ, tặng cho má chị đi. Má, hôm nay em có thấy cái sự lợi hại của bộ môn nghệ thuật sân khấu của mình, vừa ca mà vừa diễn không? Làn hơi của em rất là mạnh, rất là cao, rất là khỏe và hơi dài nữa. Nhưng hôm nay em đã chọn được cái tiết mục này là theo cái ước nguyện của ba em đúng không? Để cho em biết được mình vừa ca vừa diễn, mà em lấy cái câu giọng cổ, em không phải em phá cách, em ca nhẹ nhàng như vậy thôi, mà đã lấy được nước mắt của người xem và người nghe. Đây là một bước ngoặt để cho em bước thêm được cái cách ca và diễn của một nghệ nhân vật. Cảm ơn em nhiều. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Thanh Hằng. Vai này không phải là dễ diễn, không cần phải múa tay múa chân, không cần phải căng cứng, không cần phải phô trương về hình thể. Nó chỉ lắng sâu vào trong từng lời nói, trong từng ánh mắt, thì có thể nói là khó mà biểu cảm được. Nhưng hôm nay em đã làm như vậy, đối với anh là quá xuất sắc rồi. Anh hy vọng rằng Phương Cẩm Ngọc, ngoài cái giọng hát đầy nội lực của em ra, một cái làn hơi dài ra, thì em vẫn có được một cái ưu điểm của em là em hát mùi vẫn hay. Hôm nay chúc mừng em. Chị Ngọc Ánh nói đây với tư cách là một khán giả xem tiết mục cải lương em biểu diễn, em diễn
và lấy được cái cảm xúc của chị, cái nước mắt của chị là em đã thành công. Nhưng mà ở đây chị muốn nói thêm một chút nữa. Khi chị nghe em hát, chị rất là thích rồi. Mà chị nghe người đóng vai phụ hát, chị thích hơn nữa. Chị muốn em phải hát như người mẹ đó. Nó đau ruột lắm, nghe nó xót xa lắm, nghe rất là dai dứt. Mong rằng là tiếng hát của em càng ngày càng hay và tình cảm hơn nữa, xúc động hơn nữa và đặt mình vào cái nhân vật đó. Chúc mừng em đã rất là tốt trong buổi tối hôm nay. Và thưa quý vị, bây giờ là số điểm của ban giám khảo dành cho Phương Cẩm Ngọc. Xin được mời nhà sĩ ưu tú Kim Tử Long. Mời xin được mời ca sĩ Ngọc Ánh. Chị gửi tặng cho em 9,75. Và xin được giữ lại điểm số của nghệ sĩ Thanh Hằng. Còn bây giờ là số điểm của khán giả tại trường quay bình chọn cho Phương Cẩm Ngọc. Vậy 6 điểm. Nghe buông giá con đò bóng quay về đây.
xưa kia gặp không ai thương lòng chị hai trào nước mắt giận lắm cũng đành ru lại cô họ thủy chung thấy người xưa kia gặp không ai thương lòng chị hai trào nước mắt giận lắm cũng đành ru lại quý vị. Bây giờ là thời gian cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với diễn viên Lê Phương. 10 giây dành cho quý vị, bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. À, chúng ta làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn, hãy giới thiệu về mình nào. Em chào anh Khanh, em chào chị Phương. Thế Chi xin được gửi lời chào trân trọng đến quý khách mời, quý vị khán giả có mặt tại trường quay cũng như quý vị đang theo dõi qua sóng truyền hình Đài Truyền hình Vĩnh Long ạ. Xin chào Thái Chi, tiếng hát của bạn rất là ngọt ngào. Hai bạn đều dễ thương. Và khi mà bạn Thái Chi bước xuống thì Hà thấy rằng tất cả cái sự bao quát của bạn ấy, bạn đều có thể tự chủ được từ góc máy quay, từ cách bạn ấy diễn, từ cách bạn đưa tay ra để nắm tay Lê Phương. Đúng rồi, chia sẻ của anh Quang Hà. Thế còn chị Ngọc Ly thì sao? Chị bước xuống á là như một nàng tiên vậy đó, có cánh nè, đi xuống mà sang trọng lắm. Cười tươi nữa. Thì thật sự lúc đầu nếu mà Phương mà không chọn á, em xuống vậy chị cũng không nghĩ em hát cái dòng nhạc này luôn á. Chúc mừng em. Cảm ơn chị Ngọc Ly. Em cảm ơn chị Liên. Thực sự là Khánh cũng thích cái luyến lấy của Chi á, tình cảm lắm. Khi mà hát cái bài với Lê Phương á thì Chi cũng đã làm rất là tốt cái phần của mình, tức là đưa vô những cái câu luyến lấy trong dân ca, thấy cái cách xử lý cái cột hơi, cái rung của Chi á, cũng khá là ngọt ngào. Trong số 8 bài hát mà mình phải tập luyện á, thấy Chi có thể hát một ca khúc khác mà không phải là dòng này được không? Dạ, một trong 8 ca khúc mà Chi thích nhất đó là bài Ước Gì của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh ạ. Ước Gì. Dạ, một đoạn con tặng Chi chúng tôi nhé. Em đã biết cô đơn là thế, mỗi khi cách xa anh. Từng đàn chim cuối chân trời biết tìm nơi bình yên. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề. Rất là tuyệt vời, dòng nào bạn hát cũng rất là ngọt ngào đấy ạ. Và một lần nữa cảm ơn diễn viên Lê Phương và Thái Chi. Xưa đây cô đơn vắng tay, đời anh đã vắng em rồi. Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì anh gặp em một lần. Anh sẽ nói anh luôn nhớ em và anh chỉ có
khoang đón em đua nhau hòa đàn. Wow. Này, anh xin về mời em. Một tràng vỗ tay dành cho cô ấy nào các bạn. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng. Đồng xanh như gáy chưa con, lúa non xôn xao chào đón. Bầy chim nghệ sĩ quê hoang thấy em đua nhau hò đàn. Em thấy không em, em thấy không em. Quang Thiên hay họ. Dạ vâng ạ. À, tối hôm nay em là vợ anh đúng không ạ? Em chào anh MC. Em xin chào tất cả quý vị khán giả. Lời đầu tiên cho phép vợ chồng Ngọc Thúy và Đại Nghĩa xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý vị. Trời dạ. Đến giờ em mới biết vợ em tên Ngọc Thúy. Thưa quý vị, và bây giờ sẽ là thời gian để cho chúng ta bình chọn cho tiếng hát của Ngọc Thúy. 10 giây bắt đầu. Quý khán giả rất nhiều ạ. Và xin chào Ngọc Thúy, bạn hãy chia sẻ nhiều hơn về bản thân cho chúng tôi được biết nhé. Vâng ạ, Ngọc Thúy là ca sĩ và hiện tại thì Ngọc Thúy có kinh doanh riêng về mảng chăm sóc sức khỏe và chăm sóc tinh thần. Anh hỏi thiệt nha. Bởi vì thật ra nếu như mà em được song ca cùng với một trong ba cái người còn lại ngồi trên kia thì anh nghĩ là có thể cái bài hát này sẽ còn hay hơn nữa. Em hát với anh cái bài này thì chắc có lẽ là nó cũng sẽ không có được giống như là em mong muốn đúng không? Dạ, nếu mà cho em được lựa chọn á thì em vẫn chọn chồng em, Đại Nghĩa. Ủa vậy?
Cảm ơn em. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời. Khanh xin mời Tuấn Nghĩa. Ca khúc này đối với Nghĩa rất là dễ thương. Anh Đại Nghĩa cứ tự nói là chọn bất cứ ai ở đây cũng hay hơn anh Đại Nghĩa. Thế nhưng mà em nghĩ là không có ai lên trên đó và trình bày ca khúc này cùng Ngọc Thúy hay bằng anh đâu. Ngoài một cái giọng hát trời phú cho một cái người nghệ sĩ thì cái gương mặt và cái nét mặt nó vô cùng quan trọng, thì Thúy đang là cái người sở hữu một nụ cười rất tươi sáng và đôi mắt biết cười. Nên là thành ra cái phần khi mà Nghĩa có thấy rằng là cái việc mà mình biểu diễn giao đãi với anh Nghĩa trong cái bài này đối với Thúy nó là một cái điều rất đơn giản. Và hai người ăn xăm ăn nhập với nhau giống như kiểu đã từng tập với nhau từ trước đây rồi. Bạn vừa giống một người ca sĩ, vừa giống một người diễn viên trên cái sân khấu với cái tiết mục này nha. Nó đã cả phần tai, nó đã luôn cả phần nhìn với Hải Yến. Nên là chúc mừng Thúy ngày hôm nay. Và vẫn lại là cái câu đó, không ai có thể hát hợp với Thúy hơn anh Nghĩa ngày hôm nay. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời. Và một lần nữa cảm ơn anh Đại Nghĩa vì đã hỗ trợ hết mình cho Ngọc Thúy tỏa sáng trong tiết mục này. Dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài, giọt buồn giọt tuổi đêm ngày, cây cột mẹ xuôi mái lá nghèo cũng đứng dù phiêu. Dẫu mà còn nắng bấy lâu mà dây bầu, mày còn không héo mới mưa dầm, mày lại cha ơi sao cha chưa về nhà, trên bếp dưới vắng tanh, đợi dưới trong mỏi mòn, ngoài kia mưa dầm, cha còn dầm mưa, tàn cơn mưa dầm, mẹ gần về chưa. Dẫu mà trời còn ngàn năm cứ mưa hoài, để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè, con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng, nuôi ngọn đèn trong. Thế nào tia nắng cũng lên trên giàn bầu, mẹ chồng cha hai bữa cơm nghèo, chén canh cá cắm câu. Cây cột mẹ rối mái lá nghèo cũng đứng
giấy bầu. Mày còn không héo mới mưa dầm, mày lại héo. Hay quá, hay quá. Trời xa mưa giông cho, mưa heo gió mèo cây cầu. Cha bắt qua sông để mẹ về, nước tuột nuột dây. Trời xa mưa giông thưa buồn, con vài đứa đò cũng lạnh lùng. Bỏ mặc dòng sông nâng không có chuyến đò nào đưa. Dẫu mà trời còn ngàn năm cứ mưa hoài, để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè, con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trong. Thế nào tia nắng cũng lên trên giang bầu, mẹ trồng cha hai bữa cơm nghèo, chén canh cá cắm câu. Thế nào tia nắng cũng lên trên giang bầu, mẹ trồng cha Và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai vừa song ca cùng anh Quốc Đại. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Vâng, chào anh. Cho phép Thanh Tùng xin được gửi lời chào tới bốn anh chị trong chương trình, toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay, cũng như toàn thể quý vị đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Và em đến từ quê hương lúa Thái Bình. Xin chào Thanh Tùng. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của chị Khánh Ngọc. Trời ơi, sao sẵn chớn cho chị nói luôn. Chị không nghĩ là một người giọng Bắc mà hát được dân ca cho miền Nam nó ngọt đến như vậy. Và khi mà bạn lên mà những cái luyến nó chín mà nó đủ nốt, mà luyến chỗ nó hay dễ sợ, nó có những cái nấc riêng của dòng nhạc dân ca chỗ bạn hát chỗ mà nghe mà mình say mê đó. Chị với em ngồi ở dưới mà nghe rất là say mê. Và khi mà vừa kết thúc xong ca khúc, chị phải đứng lên, bởi vì đó là một cái sự mà phải nói là ngưỡng mộ của chị, khi mà cái sự kết hợp giữa hai người nó hơn cả cái sự hay nữa. Em cảm ơn. Quá hay, quá tuyệt vời ạ. Dạ, cảm ơn chị Khánh Ngọc. Không biết Duyên Quỳnh bạn nghĩ sao? Để mà hát được bài hát này mà chạm được tới trái tim của người nghe, em nghĩ là cần phải là một nội công rất là thâm hậu thì mới có thể truyền tải được hết cảm xúc bài này. Nhưng mà hai người quá tuyệt vời, em không biết nói gì hơn nữa, quá hay. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của anh Hồ Trung Dũng. Tùng, hát dân ca Nam Bộ không nói rồi, nhưng mà em mang một cái màu rất là riêng vào trong cái bài này. Em xử lý khác với anh Đại, nhưng mà không biết sao anh cảm giác đúng là hai anh em với hai cá tính trong một ngôi nhà. Anh hình dung được cảnh trong nhà luôn, và nó làm cho anh là xém khóc mấy lần. Thật sự là như vậy. Bài hát này là bài mà anh mê từ nhỏ nữa, cho nên khi nghe bài hát này, nghe được hai người kể chuyện chứ không còn là hát nữa. Chào tất cả quý vị có mặt tại sân khấu. Chào mọi người.
một màu xanh lam chấm thêm màu trắng. Thời chinh chiến đã qua rồi, sắc màu thôi, một màu đen đen, một màu trắng trắng. Chiều hoang vắng chiếc xe tang đi thật vội vàng. Mọi người đứng lên theo nhạc được không ạ? Một đường vắng câu nối bao đường vòng, họ người dưng nhớ khuôn mặt vẫn hình dong. Rồi một đêm trôi vơi, làm sao vẽ bóng tối, làm sao vẽ cánh hoa đêm không hồng. Mặc dù đây là bài hát song ca, nhưng quý vị khán giả tại trường quay sẽ chỉ bình chọn dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi. Nếu như chọn sẽ bấm phím A, không chọn thì bấm phím B. Xin mời. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai mái tóc dài. Em tên gì? Em tên là Võ Nghi Bình. Nghi Bình hả? Dạ, ở đây em biết nhiều người lắm đó. Tại sao vậy? Em biết anh Thiên nè. Vậy hả? Từ hồi anh Thiên còn cho nhóm N9 nữa. Mà chắc anh Thiên không nhìn ra em đâu. Khanh em cũng diễn chung rồi. Rồi tiếp đi ạ. Chị Hải Yến rất là thân với em. Sao nói xong cái mình bị hoang mang luôn trời. Mình bị đơ luôn anh ơi. Dạ. Không, lâu rồi, lâu rồi. Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau. Dạ. Hồi đó cách đây có thể cũng cỡ chừng mười mấy năm á. Ồ vậy hả? Wow. Nhưng mà Khanh không nghĩ là lúc này cái giọng mà pha cái chất rock của Bình càng ngày nó càng dễ sợ. Hồi xưa sợ. Bình hát giọng nữ. À. Thế mà anh đợi em bắn nốt cao để anh bắn nốt thấp dưới, anh không thấy em bắn. Dạ. Làm anh phải bắn nốt cuối luôn. Tại beat hơi lửng lửng, em không dám bắn cao. À ok. Dạ vâng. Bây giờ Khanh mời Võ Nghi Bình chúng ta gửi một lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trước nha. Lời nói đầu tiên thì xin cho phép Nghi Bình gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả có mặt tại trường quay, các khán giả có mặt qua màn ảnh nhỏ và các anh chị khách mời và ban tổ chức ekip đã làm trong cái chương trình rất là tuyệt vời để cho anh em tụi em hội ngộ lại với nhau ạ. Xin chào Võ Nghi Bình.
Bây giờ Nghi Bình hãy chia sẻ thêm về công việc hiện tại của Nghi Bình để cho tất cả quý vị được biết nhé. Công việc hiện tại của Bình hả? Bình làm diễn viên nè, ca sĩ, có viết nhạc nữa. Nói chung là rất đa năng thưa quý vị. Đây là một tiếng hát rực lửa. Dạ, Bình hát cái giọng hát rất là khỏe khoắn, đúng là hợp chất rock đó. Em rất là hạnh phúc khi được hát chung với một người anh như anh Thiên. Ok, cảm và ơn. Và một cái bản phối cũng rất là phức tạp nữa ạ. Không biết các khách mời còn lại thấy sao? Ngày hôm nay Bình làm Miến vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì là cái phần mà Bình gần giọng cái phần cuối nó như là một cái được gọi là cái dấu son trong cái bài hát này luôn. Nó được đóng dấu hai lần. Và những cái điểm đó Yến đảm bảo là Bình sẽ được ghi điểm trong lòng khán giả. Khi mà Bình có một cái màu sắc riêng, Thiên có một cái màu sắc riêng mà khi mà chúng ta hòa hợp lại với nhau ấy, bản thân Hải Yến là cái người nghe Yến thấy rất là dễ chịu. Không biết Tuấn Nghĩa bà nghĩ gì ạ? Nếu mà Nghĩa ngồi được ngồi ở dưới này thì Tuấn Nghĩa chắc chắn sẽ bấm cho tiết mục này. Ngay từ đầu lúc bạn Bình bước ra khỏi cái căn phòng số 4 thì Tuấn Nghĩa đã nghĩ trong đầu, ô, bạn này là hát nhạc rock, chắc chắn 100% luôn, không thể nào mà lệch được đi đâu cả. Rồi xong bạn đi xuống bạn lại hát bằng cái giọng rất là pop ballad. Mãi đến đoạn sau cùng bạn ấy mới bắt đầu là gần giọng thì bạn chuyển sang rock. Rất là hay. Trong số 8 bài hát mà Bình đã tập trong chương trình này thì ngoài ca khúc vừa rồi thì bạn tâm đắc nhất với ca khúc nào nữa? Dạ, Đôi Chân Trần ha. Đôi Chân Trần. Tôi muốn quên đi tháng với ngày, cha đi lượm từng quả ngọt rừng cho con đỡ đói qua đêm. Tôi muốn quên đi. Một tràng vỗ tay nữa cho tiếng hát này. Và Khanh hy vọng rằng với cái năng lượng của bạn có thể giữ bạn đến được vòng cuối cùng song đấu. Dạ, em cảm ơn anh Khanh. Và bây giờ sẽ là Sóc Sờ Bay, Sóc Trăng thưa quý vị. Bà con cô bác ơi, em tới nữa rồi đây. Tuần trước là Út Mén dắt em đi thăm các tỉnh miền Tây. Nhưng mà trong số những cái tỉnh mà em đi qua có một cái nơi rất là ấn tượng, đó chính là Sóc Trăng. Anh em 83 xin gửi lời chào đến tất cả mọi người, bà con cô bác. Dân quê tôi Sóc Trăng đã bao đời dầm mưa dài nắng, đổi lấy chén cơm thơm ngọt như sữa mẹ mắt ngọt đời con. Sông quê tôi đổ về ba ngã, cây trái ngọt uống dòng phố xa, đường qua Trường Khánh có người bạn qua, tuổi trẻ tuổi hiếu ta. Sản cũng như là những nơi đẹp tuyệt đẹp của Sóc Trăng. Và để làm một người hướng dẫn giúp cho mọi người biết rõ hơn về vùng đất này, xin giới thiệu người em của tôi. Mời em trai xuống đây nào. Về đây tâm thăm người bạn Khmer, nghe hát dù quê già điệu múa lâm thôn. Sóc Sờ Bay bòn tàu na bòn, tàu na bòn ơi. Về đây quê hương Sóc Trăng, lũy tre làng hàng giữa rập bông. Dù đi bốn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Mời bà con cô bác đứng lên, nhảy cùng với anh em tụi em nào. Hey! Hey! Đẹp quá trời đẹp. Người dân quê tôi Sóc Trăng đã bao đời dầm mưa dài nắng, đổi lấy chén cơm thơm ngọt như sữa mẹ mát ngọt đời con.
sông quê tôi đổ về ba ngã, cây trái ngọt hương dòng phố xa, đường qua Trường Khánh có người bạn qua, tuổi trẻ tuổi hiền ư ta lư thiền. Về đây tâm thăm người bạn Khmer, nghe hát dù kê và điều múa lâm thôn. Sóc sơ bay bòn, tàu na bòn, tàu na bòn ơi. Về đây quê hương Sóc Trăng, lũy tre làng hàng nhờ rợp bóng. Dù đi bốn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Về đây quê hương Sóc Trăng, lũy tre làng hàng nhựa rợp bóng. Dù đi bốn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Bây giờ sẽ là thời gian cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn. Xin mời. Phải bấm chữ A thôi các bạn ơi. Có bài nào mà vừa ca vừa múa như vậy không? À, bấm chữ A giùm cho em. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Xin chào bạn. Dạ, chào anh Khanh. Chào tất cả các anh chị cũng như là tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Dạ, em tên là Trần Thanh Điện. À, và em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Cần Thơ. Công việc hiện tại của Điện là gì nè? À, dạ, hiện tại thì em là một hướng dẫn viên du lịch. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cảm xúc của ba vị khách mời còn lại khi xem tiết mục này. Em không những có một giọng hát hay mà em còn có một giọng nói rất rất là hay. Khi em cầm em micro em nói chuyện, em đối đáp với anh Đại Nghĩa với lại anh Bạch Công Khanh, anh nghe được giọng của em không có bị mờ, bị chìm vô giữa hai người. Em có tiếng nói sân khấu, em có học về cái đó đúng không? Dạ không ạ. À, dạ trước đó thì trước giờ em cũng chưa có từng học về thanh nhạc cũng như là về một khóa MC nào hết. À, cái này là bản năng thôi. À, ngày xưa thật sự là em cũng định là học nhạc viện. À, nhưng mà sau đó thì em suy nghĩ lại là tại vì trong nhà của em, gia đình của em chưa có ai học đại học hết. À, và hầu như là làm bằng những cái nghề tay chân như là nghề nông. Thì lúc đó thì em lại khi mà em đặt cái bút lên để mà em ký vào cái giấy tuyển đại học đó, thì lúc đó em lại suy nghĩ lại. Em nói là thôi mình chắc là mình sẽ học một cái nghề nào đó để kiếm tiền trước đã. À, và sau đó thì mình hả phát triển về cái đam mê của mình. Thật ra cái giọng hát của bạn rất là ngọt ngào, Cường nghe Cường rất là thích luôn á. Và không biết bạn có ý định để có thể phát triển hơn, lấn sân vào ca hát hay không? Bởi vì bạn hoàn toàn có khả năng, thì không biết bạn có ý định đó không? À, dạ có, đây là một cái đam mê từ nhỏ của em. Đến thời điểm hiện tại thì em cũng đã gọi là cũng đã đạt được cái những cái công việc như ý của mình rồi. Và bây giờ bắt đầu em dần dần chuyển sang lại cái đam mê của mình. Và em cũng rất là mong muốn có một cái cơ hội để mà có thể phát triển lên một cái con đường chuyên nghiệp hơn. Anh cũng mong là qua chương trình này cũng sẽ là một cái bước đệm để cho em tiến xa hơn nữa nha. Chị cũng đồng tình dạ, với em là bây giờ với cái giọng này của em á, thì em nên phát triển. Bởi vì khi em hát lên thì thật sự cái giọng của em á, nó không có một cái kỹ thuật gì hết, nhưng bù lại nó hát tự nhiên, thoải mái. Giống như em nói là em làm nghề du lịch hướng dẫn viên vậy đó. Giống như em hát, giống như em nói, em giới thiệu cho mọi người vậy. Cho nên em hát em không có phải nghĩ là hôm nay là thi hay gì hết. Em hát với hết cái khả năng của em và em hát nhẹ nhàng, thoải mái. Và đó chính là điểm thành công của em ngày hôm nay. Chúc mừng em. Dạ, tụi em cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị. Tìm lại những tháng ngày nồng ấm, tìm lại từng giấc mơ, tìm lại chiếc hôn nào thật sâu, tự ước như khi bắt đầu. Tình là những mũi dao thật sắc, chạm vào tim rất đau. Thật lòng muốn hỏi người một câu, ta còn thuộc về thank you.
sao phải theo u sầu những nơi mình qua. Sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa xong ca cùng anh Hamlet Trương. 10 giây bắt đầu. Thời gian đã hết, cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Xin chào bạn. Dạ yeah. Em lời nói đầu tiên thì em xin được chào anh, em xin được chào bốn vị khách mời và tất cả vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay ạ. Bạn tên là gì ạ? Dạ em là Yến Vi. Khánh mời Hồng Gấm chia sẻ trước. Gấm cũng đã từng hát bài này, đúng là cái bài này cái quãng của nó rất là rộng, thấp thì rất thấp mà cao thì rất cao, nhưng mà cái giọng của bạn á, bạn hát cao thì nó rất là chắc và sáng, bạn hát thấp nó vẫn rất rõ từng chữ. Ngưỡng mộ Yến Vi rất là nhiều. Cảm ơn bạn. Cảm ơn chia sẻ của Hồng Gấm. Khanh muốn nghe chia sẻ của anh Kheo. Em hát xong rồi em say sưa, là kiểu như em ở một cái thế giới riêng của em, và em đang thổi hồn vào từng câu, từng chữ của bài hát này. Và cái điều đó là nó làm cho cái phần trình diễn của em rất là khác lạ và hay. Và đặc biệt là anh thấy là em có vẻ hợp với cái dòng nhạc kiểu hơi jazzy một chút á, tại vì cái cách mà em cảm nhạc thì nó lại phù hợp trong một cái không gian như vậy. Tức là anh có thể rất là anh có thể nhìn thấy bóng dáng của em rất rõ trong đầu của anh, đang ngồi kế một chiếc piano và hát say sưa như vậy thì nó rất là phù hợp. Cảm ơn chia sẻ của anh Kheo. Anh Hoàng Bách ơi. Điều đầu tiên là anh chúc mừng Hamlet Trương có một cái sự lựa chọn chuẩn xác. Cả hai bạn đều làm rất là tốt cái phần của mình, và anh thì đặc biệt riêng cái phần này thì phải vỗ tay cho Hamlet Trương, bởi vì là em có cái sự nâng đỡ rõ ràng với bạn diễn của mình. Có những câu em buông luôn để cho bạn thể hiện. Anh nghĩ là có những câu của em, nhưng mà thấy bạn đang hát tốt quá thì mình để bạn hát luôn. Thì anh nghĩ đây là một cái phần trình diễn mà họ đã tìm thấy nhau trên sân khấu này. Chúc mừng hai bạn, chúc mừng chương trình. Yeah. Lý do phải cách xa,
anh đã không thể nào tìm cách để trọn đêm chẳng thể chợp mắt. Without you, 'cause without you, anh đã không thể nào tìm cách dừng lại nỗi nhớ từng đêm trào dâng. Cần làn môi ấm ngọt ngào khó ngàn lần. Vì sao bây giờ đây là anh muốn hết 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 nhớ em người ơi. Anh muốn hết muốn hết muốn hết lên nhớ em người ơi. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn. Quý vị nếu chọn thì nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Thời gian 10 giây bắt đầu. Xin quý vị hãy bình chọn cho thí sinh buồng số 1. Mỗi lượt bình chọn của quý vị là một niềm vinh hạnh cho chúng tôi. Xin cảm ơn. Thời gian bình chọn đã kết thúc ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai vừa song ca với Tuấn Nghĩa nhé. Xin chào bạn. Dạ, trước tiên cho Thế Cường xin gửi lời chào đến bốn vị khách mời. Cảm ơn anh Tuấn Nghĩa, các khán giả tại trường quay và khán giả đang xem đài cũng như anh MC rất là dễ thương. Xin chào Thế Cường. Thế Cường đến từ đâu ạ? Dạ, em là người quê gốc ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Thế công việc hiện tại của Thế Cường là gì? Dạ, em ban ngày thì kinh doanh và ban đêm làm ca sĩ bán chuyên. Có vẻ như rất khiêm tốn. Không biết anh Quốc Thiên nghĩ sao? Lúc nãy anh Thiên có nói với Khanh là màu giọng của Thế Cường rất đẹp.
Cường thì anh cũng thấy rất là thú vị với giọng hát của em. Khi mà em hát cái quãng trung trầm ấy rất là bắt mic, nhưng mà khi lên cao thì lại rất là sáng. Và khi mà anh nghe hát với Nghĩa thì anh thấy là hai người rất là ăn ý với nhau. Cho Thế Cường có ý kiến về tiết mục của bạn Thế Cường. Thì đầu tiên thì Thế Cường thấy cái bài này là một bài tương đối khó. Dạ vâng. Về mặt kỹ thuật. Và bản thân Cường thì đã thể hiện nói chung là hết sức mình rồi. Nhưng mà cái nghề ca sĩ hay nghề diễn viên của mình đó là nó là một cái chặng đường rất là dài. Anh nghĩ em nên trau dồi thêm về cái kỹ thuật thanh nhạc, về cái nhã chữ á. Em nên học anh Tuấn Nghĩa. Ngay cả ngoài đời ổng nói chuyện cũng đã điệu rồi. Hả? Nói chuyện cảm xúc. Anh ơi, em có điệu đâu. Tuấn Hà, một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của các khách mời. Khanh nghĩ rằng đây sẽ là những cái kinh nghiệm và cũng là cái hành trang rất là quý báu để cho Cường có thể áp dụng vào công việc của bạn. Trăng bay lá vàng thưa thớt quá, phải chăng lá về rừng mùa thu đi cùng là mùa thu ra biển cả theo dòng nước mênh mông, mùa thu vàng hoa cũ chỉ còn anh và em, chỉ còn anh và em là của mùa thu cũ. Còn anh và em, tình ta như hàng cây đã yên mùa bão gió, tình ta như dòng sông đã yên ngày thác lũ, thời gian như ngọn gió mùa đi cùng tháng năm, đuổi theo mùa đi mãi, chỉ còn anh và em, chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại. Kìa bao người yêu mới đi qua vùng heo may, chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại, chỉ còn anh và em cùng tình yêu. Long Nhật rất nhiều vì đã mang đến một bài hát rất tuyệt vời.
hoài một bóng người tôi. Tình đã khơi rồi mong khó nhạt phai. Trăng khuyên rồi có khi đầy, ngăn cánh rồi cũng sum vầy. Mây bay, bay hoài ngàn năm. Lòng như con thuyền đổ bên tình ngày gió mưa chiều thuyền vẫn còn neo. Ai đó dù có hững hờ, ai đó dù đã âm thầm ra đi ôm trọn niềm thương. Thương hoài ôi ngàn năm còn đó. Năm thầm như nước về khơi, lòng chót yêu người tình khó đổi thay. Hoa thắm rồi có khi tàn, tình ấy chỉ đến một lần, tâm tư thương hoài ngàn. Con thuyền đổ bên tình yêu, ngày gió mưa chiều thuyền vẫn còn neo. Ai đó dù có hững hờ, ai đó dù đã âm thầm ra đi ôm trọn niềm. Thầm như nước về khơi, lòng chót yêu người tình khó đổi thay. Hoa thắm rồi có khi tàn, tình ấy chỉ đến một lần, tâm tư thương hoài ngàn. Phần bình chọn
thuộc về quý vị khán giả tại trường quay. Bây giờ sẽ là thời gian 10 giây. Nếu như chọn cho Diệu Ly, nhấn phím A. Thanh Tùng, chúng ta nhấn phím B. Thời gian của quý vị khán giả bắt đầu. Trước khi đến với kết quả này thì Khanh rất muốn nghe nhận xét của bốn khách mời về tiết mục này. Rõ ràng là khi mà bắt đầu ca khúc này thì anh thấy Tùng chơi rất đẹp, bởi vì đây là ca khúc của em, nhưng mà em đã quyết định chọn một tông thuận lợi hơn cho bạn nữ, và em hát ở cái quãng giọng ở dưới nó thấp hơn, nhưng mà hôm nay em hát rất tốt, nhẹ nhàng đỉnh đạt, đi vào lòng người. Cảm ơn em đã chọn ca khúc này và Diệu Ly đã làm rất là tốt. Chúc mừng em. Em thấy hả, hai bạn ngày hôm nay đứng trên sân khấu rất là tuyệt vời. Lại sao lại nhường nhịn mà tao nói nó thôi, say mê lắm. Tôi nhìn cô này là tôi thấy say mê. Điềm đạm khi mà mình chọn về, nếu như là mình chọn về cái bài của mình thì mình phải chọn cái bài lợi thế về mình, tông giọng cũng phải về mình, và những cái nốt đẹp tỏa sáng cũng phải là của mình. Nhưng mà đối với Tùng thì chị thấy là có một cái sự nhường nhịn rõ nét, rất rõ nét. Nhưng mà không vì thế giọng bạn lu mờ, mà giọng bạn rất là đẹp. Ôi còn gì để nói, nhưng mà sự kết hợp này Ngọc thấy là nó vẫn có sự hòa quyện rất là đẹp. Diễm nghĩ là đối với chuyện song ca thì cái việc mà nhường nhịn cái người hát chung là một điều rất là quan trọng. Em đã để cho Ly có những cái chỗ để tỏa sáng, còn Ly thì vẫn như mọi khi, chất giọng của em có một cái nét rất là riêng. Em hát dòng nhạc nào em cũng đưa cái riêng của mình vào đó, và nghe rất rõ một cái sự sang trọng, một cái sự hơi tân thời hơn, nhưng vẫn có mong manh gì đó để dựa vào người đàn ông rất là vững chãi, rất là chắc này. Vì thế anh nghĩ rằng là đây là màn song ca thành công. Chúc mừng cả hai bạn. Cảm ơn các khách mời một lần nữa. Và bây giờ chúng ta phải gửi một lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả tại trường quay nữa, bởi vì chính họ sẽ là người giúp cho chúng ta biết người chơi nào giành chiến thắng hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ trên màn hình chính sẽ hiện ra hai con số. Đó là bình chọn của khán giả tại trường quay đã dành cho Diệu Ly và Thanh Tùng. 58% và 42%. Nghĩa là có một người nhận được 58% và người còn lại là 42%. Người chơi nhận được 58% chính là người chơi giành chiến thắng tại song ca giống mặt. Ai cũng biết đó nha. Và kết quả là Thanh Tùng. Chúc mừng Thanh Tùng. Giải thưởng của bạn là 10 triệu đồng tại song ca giống mặt. Chúc mừng bạn. Thanh Tùng cũng là người chơi song ca với anh Quốc Đại. Chúc mừng anh. Gió lại cành cây
khúc ca dao lìa thia còn nhớ trong dài đã qua ngâm ngồi chim sao bay xa chim quyên còn đứng lẻ loi một mình chạnh lòng đau xót chim quyên sao em đành bước là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này nhé. À dạ, em xin chào anh Bạch Công Canh. Và lời đầu tiên thì cho phép Y Nguyên xin gửi đến toàn bốn vị anh chị ở đây và toàn thể quý vị có mặt trong trường quay cũng như quý vị đang xem đài qua đài truyền hình Vĩnh Long, lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các khách mời chia sẻ về tiết mục này đi ạ. Xin mời chị Vân Khánh. Xin chào Y Nguyên. Dạ em chào chị. Phải nói từ đầu chương trình đến giờ đây là một cái giọng ca mà Vân Khánh thấy nói rằng là nó rất là bản năng nhất, rất là bản năng. Kể cả cái phong cách cũng vậy. Bụi. Không nghĩ khi mà bạn bước từ trên đó xuống mà nghĩ là bạn hát cái dòng này đâu. Tại nhìn bạn bụi bặm lắm, ngầu lắm, chắc nghĩ phải rock riết gì trơn. Ông dè ra giọng ngọt quá trời ngọt luôn. Và Khánh thích là ở cái chỗ là bạn có một cái sự mộc mạc như vậy, hát bằng cái tình cảm của mình, bằng cái nội tâm của mình, không qua một cái xử lý kỹ thuật gì hết, nhưng mà cũng chạm được trái tim người nghe. Và đặc biệt rằng là bạn diễn cũng vậy. Nó có cái sự e ngại hoặc là bạn cứ như thế này, nhưng mà bạn vẫn feel trong cái nền nhạc như vậy. Bạn không quan tâm, tức là khi bạn đứng trong sân khấu rồi thì bạn không quan tâm tất cả mọi thứ xung quanh. Cái đó là cái lợi thế của bạn. Kết hợp này đã tạo nên một cái tiết mục rất là hoàn hảo. Chúc mừng bạn. Cảm ơn chia sẻ của chị Vân Khánh ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chị Ngọc Liên nói về tiết mục này. Khi mà cất giọng hát lên thì Liên thấy một cái giọng rất đặc biệt, một cái giọng cao lắm. Em hát em rất là khoan thai, giống như là nó không cần một kỹ thuật nào hết, nó không vô một khuôn khổ nào hết. Chúc mừng em. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên ạ.
Nhất trai làng anh công tử hào hoa, nhất gái quê em khoe các con nhà. Tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng, tròn đôi chín chàng mô đen rất mạnh. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Anh nhất làng trong con, em nhất làng ngoài. Em ơi, trời ơi, tôi chọn đúng người rồi trời ơi, hổn quá trời hổn luôn trời. Trai làng anh công tử hào hoa, nhất gái quê em khoe các con nhà. Tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng, tròn đôi chín chàng mô đen rất lặng. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Anh nhất làng trong con, em nhất làng ngoài. Tiếng vàng đòn anh công tử giao sang, tiếng cung giang em có úp hộp xoàn nè. Nhà anh có ruộng cò bay thẳng cánh, nhà em có vườn trái cây rất mạnh. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, dân trong làng mong đám cưới lai rai. Trời thớt mồ dê con, trời thớt lợn gà. Thế gian chơi sao chẳng mộng ta vẫn cứ đông chơi.
cô này như thế nào ạ? Tuyệt vời. Bây giờ sẽ là thời gian để quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa song ca với anh Kim Tử Long. Thời gian bình chọn 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này và sẽ công bố vào cuối chương trình hôm nay sau khi 8 tiết mục song ca giữa người chơi và khách mời kết thúc. Bây giờ thì hãy làm quen với cô gái rất là tràn đầy năng lượng và cũng rất xinh đẹp nữa. Xin chào bạn. Dạ, em chào anh Khanh. Cho phép em xin chào anh Kim Tử Long và chị Lê Phương, anh Thanh Thức và anh Hê Đức Trương ạ. Và cùng thể toàn thể tất cả các bạn đã có mặt trong trường quay. Em là tên là Như Mai ạ, hiện đang là diễn viên. Yeah. Xin chào Như Mây, Khanh với Như Mây đóng chung phim rồi. Người quen, yeah. Lâu lắm rồi mới gặp lại. Nhưng mà anh thật sự không biết là Như Mây hát hay như vậy. Cũng dễ thương nữa. Chính là đam mê mới đưa em lên đây được. Chương trình này, phải nói là tại vì em sợ độ cao. Và cái thứ hai nữa em sợ tiếng động mạnh. Và em cứ nghĩ là khi mà em đứng trên sân khấu và em cháy hết mình. Còn vấn đề được hay như thế nào thì cái đó là chuyện tùy duyên. Miễn sao đã có cơ hội và mình đã chơi hết mình và cống hiến hết mình với tất cả mọi người ạ. Yeah. Yeah, cảm ơn Như Mây. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về tiết mục vừa rồi mà chúng ta đã xem. May rất là may mắn tại vì diễn với anh Long diễn rất là nhiều. Do đó một tiết mục này hai người tung hứng với nhau tạo thành một cặp rất là sung trên sân khấu. Làm cho Thức với Phương như này cũng diễn tự tưởng tượng mình giống như một cặp ca sĩ đang hát đó vậy luôn nữa đó. Thấy em chọn mở đầu chính xác chưa? Hay quá, xuất sắc luôn nha. Vậy thì phải nhờ công của anh Hamlet rồi. Không biết là ở đâu mà anh có một cái năng lượng quá là khủng khiếp như vậy. Mỗi lần anh bước lên sân khấu tất cả mọi người phải nhìn theo anh, phải đam mê theo anh. Và như may hôm nay bạn cũng được hưởng một phần năng lượng đó từ anh Kim Tử Long. Em là diễn viên, vì vậy cho nên là khi mà em tung hứng với anh trong cái bài hát đó, nó rất là gọi là quăng bắt. Đó là cái lợi thế của em.
thế, nuôi bao nhiêu yêu thương này chờ mong cho mãi. Trả hết cho người, trả luôn mắt môi nụ cười, trả xong đời con hư không. Này gió gió bay về trời, này hoa sẽ rơi về cội, còn ta đường nào cho ta. Trả hết cho người. Bây giờ quý vị khán giả tại trường quay sẽ có 10 giây để đưa ra quyết định của mình dành cho tiếng hát của người chơi vừa xong ca với anh Tiết Cương. Nếu quý vị chọn thì nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Thời gian của quý vị bắt đầu. A hết đi các bạn ơi, A hết đi. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Thời gian bình chọn đã kết thúc và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này cho đến khi 8 tiết mục song ca của các người chơi và khách mời hoàn thành. Bây giờ chúng ta hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Dạ, em xin chào anh. Lần đầu tiên cho phép Thanh Nga xin gửi tới lời chào thân thương đến 4 vị khách mời cũng như là khán giả trường quay và khán giả đang xem truyền hình, một lời chào trân trọng nhất ạ. Xin chào Thanh Nga. Không biết công việc hiện tại của bạn là gì? Hiện nay thì công việc hiện tại của em cũng là một ca sĩ chuyên nghiệp và cũng hiện nay đang công tác tại đơn vị của báo Tiền Phong ạ. Đúng ạ. Cảm ơn tiết mục đầu tiên của bạn. Bởi vì cái tiêu chí đến đây là hỗ trợ cho thí sinh tỏa sáng, mà nãy giờ anh ngồi một chỗ anh học bài với anh thầm cầu nguyện là hôm nay anh đến đây anh hỗ trợ cho thí sinh chứ anh đừng có làm hại thí sinh. Nhưng mà rõ ràng các bạn thấy Tiết Cương hôm nay hỗ trợ hay là làm hại à? Thấy không? Khán giả ủng hộ chứng tỏ là mình hỗ trợ tốt. Vỗ tay là ủng hộ quá. Hỗ trợ ạ, hỗ trợ ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời còn lại. Em thấy một cái màn song ca rất là vui ạ. Cái giải trí đầu tiên thấy vui là thấy vui, vui rồi đó. Vui từ đầu đến cuối, vui từ khi bắt đầu anh lên sân khấu em đã thấy vui rồi. Bạn Nga thì có một cái giọng hát rất nội lực và rất là chủ động. Bạn cũng chắc ấy. Nên là anh bạn dẫn anh đi đến chỗ nào anh cần trả nợ hết, là em thấy cái đấy là cái điều mà anh vượt qua được là rất là vui rồi. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Thiên ạ. Đây là một cái tiết mục mà mang tính giải trí rất là cao, có thể là sẽ là một cái tiết mục vui nhộn nhất trong cái chương trình ngày hôm nay. Bằng chứng là quý vị khán giả cho tràng pháo tay rất là nồng nhiệt, đúng không ạ? Cho tràng pháo tay nữa vị ơi. Em nghĩ là điểm cũng cao lắm đó nha. Dạ vâng, số điểm như thế nào thì lát nữa chúng ta sẽ biết, nhưng thích hay không là có, đúng được không quý vị? Đó. Cảm ơn Thanh Nga rất nhiều và Khanh chúc cho phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay dành cho bạn sẽ thật là cao. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Anh đã có ghi chắc nước mắt, and you know, mặc dù trong ta đều hay lý do phải cách xa, anh đã không thể nào tìm cách để trọn đêm chẳng thể chợp mắt without you, 'cause without you. Anh đã không thể nào tìm cách dừng lại nỗi nhớ từng đêm trào dâng, cần làn môi ấm ngọt ngào khó ngàn lần. Vì sao bây giờ đây